Thân mến chào các em, rất vui được gặp lại các em trong chương trình bổ trợ toán đại học. Vừa rồi thầy đã trao đổi với các em về nội dung của phần cực trị có điều kiện của hàm nhiều biến. Có lẽ các em cũng thấy hơi mệt mỏi bởi vì sự phức tạp và khó khăn của nó. Nhưng mong rằng các em chuyên cần và cố gắng nhiều hơn thì các em cũng sẽ thấy nó dễ hiểu thôi. Hôm nay chúng ta qua một cái phần đó là ứng dụng trong kinh tế. Phần này dành riêng cho các sinh viên chuyên ngành kinh tế. Và bây giờ mời các em theo dõi trên màn hình, chúng ta sẽ tiếp tục nhắc lại cái phần cực trị có điều kiện mà lần trước thầy đã nói qua cho các em rồi. Nhưng mà chưa nói xong, bây giờ chúng ta nói thêm cái ví dụ đó cho nó xong cái ví dụ đó. Rồi chúng ta qua cái phần ứng dụng trong kinh tế. Bây giờ các em xem lại cái ví dụ mà các em đã từng xem qua một lần rồi. Ví dụ tìm cực trị của hàm ba biến f x y z bằng 2x cộng y cộng 3z. Thỏa một điều kiện là x bình phương cộng 4y bình phương cộng 2z bình phương bằng 35. Ở đây n bằng 3 nghĩa là có 3 biến, m bằng 1 nghĩa là có một điều kiện. Tuần rồi chúng ta đã làm cách 1, tức là dùng bất đẳng thức Bunyakovsky. Và bây giờ chúng ta nói tiếp cách 2, tức là dùng phương pháp nhân tử Lagrange. Chúng ta đặt hàm f bằng f lớn bằng f nhỏ cộng lambda r. Ở đây f nhỏ tức là 2x cộng y cộng 3z. R tức là x bình phương cộng 4y bình phương cộng 2z bình phương trừ 35. Có nghĩa là chúng ta chuyển 35 qua đây, chúng ta có cái này bằng 0. Điều kiện của chúng ta tức là r bằng 0, tức là cái này bằng 0. Hôm trước chúng ta có tính đạo hàm riêng của nó rồi, hôm nay chúng ta làm lại thôi. Nào. Để tìm điều kiện cần hay là tìm điểm dừng của hàm f lớn, chúng ta giải hệ phương trình tất cả các đạo hàm riêng của nó đều bằng 0. Và ở đây chúng ta ghi lại cái hàm f lớn. Và điểm dừng của nó là nghiệm của hệ phương trình sau. Hệ phương trình này nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả các đạo hàm riêng của f lớn đều bằng 0. F lớn có mấy biến? X, y, z và lambda. Đây là đạo hàm riêng của f lớn theo lambda, tức là bằng r, tức là bằng cái này. Đạo hàm riêng của f lớn theo x là 2 cộng 2x nhân lambda. Đạo hàm riêng của f lớn theo y là 1 cộng 8y nhân lambda. Đạo hàm riêng của f theo z là 3 cộng 4z nhân lambda. Các em nhớ cho rằng cái hệ phương trình này là hệ gì? Là tất cả các đạo hàm riêng của hàm f lớn đều bằng 0. Hàm f lớn có bao nhiêu biến, phụ thuộc bao nhiêu biến? Hàm f lớn phụ thuộc vào 4 biến lambda, x, y, z. Thì ở đây chúng ta có 4 cái đạo hàm riêng của nó bằng 0. Và cái này các em cũng đã xem qua lần trước rồi. Bây giờ chúng ta lướt nhanh qua thôi. Cái hệ phương trình trên có hai nghiệm. Tức là x bằng 4, y bằng 1 phần 2, z bằng 3. Ứng với lambda bằng trừ 1 phần 4. Đó là nghiệm thứ nhất. Tức là điểm dừng thứ nhất. Hay x bằng trừ 4, y bằng trừ 1 phần 2, z bằng trừ 3, ứng với lambda bằng 1 phần 4. Ở đây các em chú ý rằng hai cái nghiệm này nó đối dấu nhau. Nó đối dấu nhau. Và bây giờ để tìm cực trị chúng ta chỉ cần xét tại hai điểm dừng này thôi. Tất cả những điểm khác hai điểm này đều không phải là cực trị. Và bây giờ chúng ta xét tại từng điểm dừng một.
Và trước khi xét tại từng điểm dừng một, các em chú ý chúng ta cần tính các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F lớn. Đó, chúng ta nhắc lại là có hai điểm dừng. M có tọa độ là 4, 1 phần 2, 3. Và N có tọa độ là trừ 4, trừ 1 phần 2 và trừ 3. Ở trên này nó thể hiện ra rồi. Và bây giờ chúng ta sang trang khác. Ở đây là chúng ta nhắc lại cái hàm R thôi. Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo lambda một lần theo x một lần chính là đạo hàm riêng cấp 1 của hàm R theo biến x. Tức là đạo hàm cái này chúng ta có 2x. Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo lambda một lần y một lần chính là đạo hàm riêng cấp 1 của hàm R theo biến y. Đạo hàm cái này theo y chúng ta được là 8y. Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến lambda một lần z một lần chính là đạo hàm riêng cấp 1 của hàm R theo biến z. Đạo hàm riêng của hàm R này theo biến z chúng ta được là 4z. Lấy đạo hàm này thì các em thấy quá dễ rồi phải không? Chúng ta bước qua đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo x 2 lần, theo y 2 lần, theo z 2 lần, rồi theo x y, theo x z, theo y z. Mời các em xem tiếp. Cái này là chúng ta ghi lại để chúng ta theo dõi được đạo hàm riêng cấp 2 của nó thôi. Cái này chúng ta biết rồi, chúng ta ghi lại. Cái hệ này chúng ta biết ở trước rồi, chúng ta ghi lại. Từ đạo hàm riêng cấp 1 của hàm F theo biến x, chúng ta lấy đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến x 2 lần là lấy đạo hàm riêng của hàm này theo x 1 lần nữa. Chúng ta được 2 lambda. Tương tự như vậy, đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến y 2 lần là lấy đạo hàm của hàm này theo y 1 lần nữa. Chúng ta được là 8 lambda. Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến z 2 lần là lấy đạo hàm của hàm này theo z 1 lần nữa là được bằng 4 lambda. Đạo hàm riêng của hàm F cấp 2, đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến lambda 2 lần là lấy đạo hàm cái này theo biến lambda 1 lần nữa. Ở đây không có lambda nên đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến lambda 2 lần là bằng 0. Tương tự như vậy, chúng ta lấy đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo x 1 lần y 1 lần là bằng 0. Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo x 1 lần z 1 lần cũng bằng 0. Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F lớn theo x y 1 lần và z 1 lần là lấy cái này theo z cũng bằng 0. Chúng ta có những yếu tố để lập cái ma trận hết và tính các định thức H1, H2, H3. Và ở đây H1 chúng ta không cần tính cũng được. Tại điểm dừng M có tọa độ là 4, 1 phần 2, 3. Ứng với lambda bằng trừ 1 phần 4. Thì chúng ta có là R phẩy theo x tại điểm M là bằng 8. R phẩy theo y tại điểm M là bằng 4 và R phẩy theo z tại điểm M là bằng 12. Chúng ta nhớ là R phẩy theo x là bằng 2x nên thấy x bằng 4 vô chúng ta được bằng 8 đó. R phẩy theo y là bằng 8y, thế y bằng 1 phần 2 chúng ta được là 4. R phẩy theo z là bằng 4z, thế z bằng 3 chúng ta được bằng 12. Vừa rồi là chúng ta tính hai cái hàng biên của nó. Và bây giờ chúng ta tính các giá trị ở bên trong. A11 chính là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F lớn theo x 2 lần. Thế vào, chúng ta chỉ có giá trị theo lambda thôi. Tức là nó bằng 2 lambda, tức là bằng trừ 1 phần 2. A22 tức là đạo hàm riêng của hàm
F lớn theo y 2 lần. Cái này nó bằng 8 lambda, mà lambda là bằng trừ 1 phần 4 nên nó bằng trừ 2. A33 tức là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F lớn theo biến Z 2 lần. Cái này nó bằng 4 lambda, mà lambda bằng trừ 1 phần 4 nên nó bằng trừ 1. Còn tất cả những cái khác là A12, A21, A13, A31, A23, A32 đều bằng 0. A12 chính là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo x một lần, y một lần. Cái này là theo y một lần, x một lần. Cái này là theo x một lần, z một lần. Và cái này là theo y một lần, z một lần, vân vân, đều bằng 0 cả. Do đó chúng ta có các H1, H2, H3 như sau. Ở đây H1 chúng ta không cần tính cũng được, bởi vì cực trị với một điều kiện chúng ta luôn luôn có H1 âm. Nên H1 ở đây giờ chúng ta tính là hơi thừa, nhưng mà chúng ta viết ra thôi. H2 của chúng ta dương. Chúng ta dự đoán rằng là có âm này, có dương. Thì H3 chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta dự đoán rằng H3 sẽ âm. Có âm, có dương thì nó sẽ đạt gì? Là có nam, có nữ đó, sẽ đạt cực đại, phải không? Chúng ta xem tiếp H3 của chúng ta như thế nào. H3 âm. Chúng ta thấy H1 âm. H1 không cần chú ý, không cần tính cũng được. Chúng ta nhớ rằng cực trị có một điều kiện thì H1 luôn luôn âm. H2 dương, H3 âm là có âm, có dương. Chúng ta kết luận là đạt cực đại. Và ở đây chúng ta ghi cái điều kiện tổng quát ra thôi, chứ thật ra không ghi cũng được. Cái điều kiện này là gì? Trừ 1 mũ k HK dương. Nghĩa là các H lẻ âm, các H chẵn dương đó. Chúng ta chỉ để ý là k bằng 2 tới 3 thôi, tức là bằng m cộng 1 trở đi thôi. Ở đây m bằng 1, do đó chúng ta xét từ 2 tới 3. H1 luôn luôn âm, chúng ta không cần xét nữa. Do đó chúng ta kết luận rằng hàm F nhỏ của chúng ta đạt cực đại, thỏa điều kiện R bằng 0 tại điểm M có tọa độ là 4, 1 phần 2 và 3. Tương tự như vậy chúng ta sẽ xét tiếp tục qua điểm N. Như chúng ta đã chú ý trong lúc chúng ta giải điều kiện cần, nghĩa là điểm M là điểm đối xứng của điểm N qua O, tức là điểm N của chúng ta là điểm đối xứng của M qua O. Bây giờ chúng ta xét lại điểm N. Chúng ta có R phải theo x là một hàm lẻ theo x. Do đó mà cái này thay đổi dấu nên cái này bằng trừ cái R phải theo x tại M hồi nãy. Hồi nãy là 8, bây giờ là trừ 8. Tương tự như vậy, R phải theo y lại là một hàm lẻ theo y. Hồi nãy nó bằng 4, thì bây giờ nó bằng trừ 4. R phải theo z là một hàm lẻ theo z, mà z đổi dấu, mà hồi nãy bằng 12, bây giờ nó bằng trừ 12. Hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta có các A phẩy iz là bằng trừ aiz. Bây giờ chúng ta xét tiếp các A phải y gì? Các em biết rằng các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo x, theo y, theo z lại là một hàm lẻ theo lambda hoặc là bằng 0. Nên tại cái điểm dừng trừ 4, trừ 1 phần 2, trừ 3 ứng với lambda bằng 1 phần 4, ta có các A phải EZ bằng trừ AEZ của cái điểm dừng M đã ở trên, với tất cả các EZ chạy từ 1 đến 3. Do đó bây giờ các H2, H3 chúng ta tính là định thức của ma trận trừ cái ma trận hồi nãy đối với điểm M. Do đó chúng ta không cần tính, chúng ta có thể viết ra được rằng nên tại điểm
Điểm này là điểm N ứng với lambda bằng 1 phần 4. Ta có H phải, bây giờ chúng ta đặt H phải 2 để phân biệt với H2 hồi nãy, là bằng trừ H2. Bởi vì H2 này chính là một định thức cấp 3. Bây giờ H phải 2 là định thức của ma trận trừ ma trận hồi nãy, mà định thức cấp 3 là lẻ, nên nó bằng H phải 2 bằng trừ H2. H2 hồi nãy dương, bây giờ H phải 2 là âm. Tương tự như vậy, H phải 3 của chúng ta là định thức cấp 4. Định thức bây giờ là bằng định thức của ma trận trừ cái ma trận hồi nãy. Do đó, mà định thức cấp 4 là 4 là chẵn, số chẵn nên nó không đổi dấu. Do đó, H phải 3 bằng H3 là âm. Bây giờ chúng ta thấy rằng cực trị có một điều kiện mà tất cả các HK đều âm, thì chúng ta sẽ kết luận là nó đạt cực tiểu. Giống như thế giới chỉ có phụ nữ không thì thế nào cũng dẫn đến diệt vong. Diệt vong tức là đạt cực tiểu. Và bây giờ chúng ta chú ý rằng tại sao chúng ta có cái đẳng thức này. Bởi vì H2 chính là định thức cấp 3, H3 chính là định thức cấp 4. Và H phải 2 chính là định thức của trừ ma trận của H2. H phải 3 chính là định thức của cái ma trận trừ của cái định thức của H3. Và có cái này chúng ta có thể kết luận rằng nó đạt cực tiểu, thỏa điều kiện D bằng 0. Ở đây chúng ta ghi thêm cái điều kiện này thôi. Điều kiện này á, với M bằng 1 thì nó tương đương với tất cả các HK đều âm vậy thôi. Chúng ta không cần để ý cái điều kiện này cũng được. Các em nhớ rằng là đối với cực trị có một điều kiện thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tất cả các HK đều âm thì nó đạt cực tiểu. Trường hợp thứ hai, các H lẻ âm, các H chẵn dương thì nó đạt cực đại vậy thôi. Còn cái này là chúng ta ghi thêm thôi, ghi thêm cho một cách tổng quát vậy thôi. Chứ các em nhớ hai trường hợp đơn giản như vậy thôi. Do đó chúng ta kết luận rằng hàm F nhỏ chúng ta đạt cực tiểu, thỏa điều kiện D bằng 0 tại điểm N. Và bây giờ chúng ta chú ý rằng tại sao chúng ta có H phẩy 2 thì bằng trừ H2 và H phẩy 3 bằng H3. Thì chúng ta nhắc lại một cái kiến thức trong đại số tuyến tính mà các em chú ý sau đây. Chúng ta thấy rằng nếu cho A là ma trận vuông cấp N thì chúng ta có định thức của ma trận trừ A sẽ bằng trừ 1 lũy thừa N nhân det A. N ở đây là gì? N ở đây là cấp của ma trận A. A là ma trận vuông cấp N. Và trừ 1 mũ N nhân det A là gì? Nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng chính det A khi N là số chẵn. Và nó sẽ bằng trừ det A khi N là số lẻ. Điều này giải thích tại sao hồi nãy chúng ta có H phải 2 bằng trừ H2, bởi vì H phải 2 là một định thức cấp 3. Và H phải 3 bằng H3, bởi vì H phải 3 là một định thức cấp 4, tức là N chẵn đó. Bước sang một phần mới, đó là các ứng dụng trong kinh tế. Trước khi đi vào ứng dụng, chúng ta nhắc sơ một số các lý thuyết sau đây. Bây giờ chúng ta cho các em biết thêm khái niệm thế nào là hàm lồi và hàm lõm. Trước khi nói đến hàm lồi và hàm lõm thì chúng ta nhắc đến tập hợp lồi. Cho tập hợp D chứa trong Rn, D được gọi là một tập lồi trong Rn nếu như mọi điểm xi thuộc về D và với mọi lambda thuộc về 0, 1. Chúng ta đều dẫn đến là
lambda x cộng với 1 trừ lambda y thuộc về d. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là các em lấy đại hai điểm bất kỳ x y nào đó trong tập hợp d. Các em nối hai điểm đó lại thì cái đoạn thẳng x y hoàn toàn nằm trong d. Nếu như các em nối có tồn tại một cặp điểm x y nằm trong d, các em nối lại đoạn thẳng x y có phần nằm ngoài d thì d lúc đó là tập lõm. Còn toàn bộ cái đoạn thẳng x y đều nằm trong d thì d là tập lồi. Thì đây chính là đoạn thẳng nối hai điểm x y. Các em để ý rằng lambda ở đây thuộc về khoảng đóng 0, 1 cũng được. Bởi vì khi lambda bằng 0 thì chúng ta có cái này bằng y. Và khi lambda bằng 1 thì cái này bằng x. Và hiển nhiên hai điểm x y đã thuộc về d rồi. Nên chúng ta không cần xét lambda bằng 0 và 1 nữa cũng được. Và xét lại lần nữa cũng được. Bây giờ các em qua khái niệm về hàm lồi. Chúng ta có hàm lồi và hàm lồi ngặt. Ở đây chúng ta nói hàm lồi ngặt trước đi. Hàm F gọi là lồi ngặt trên tập hợp lồi D. Các em nhớ cho D là tập con của Rn. Nếu với mọi xy thuộc D và với mọi lambda thuộc về 0, 1 thì F của lambda x cộng với 1 trừ lambda y nhỏ hơn lambda Fx cộng với 1 trừ lambda Fy. Để cho dễ hiểu hơn thì các em nhớ rằng hàm lồi là hàm mà nó có đồ thị là lõm. Để nhớ hàm lồi, các em chỉ cần nhớ cái hàm Fx bằng x bình phương. Fx bằng x bình phương các em đã học từ năm lớp 9 rồi và nó có đồ thị là lõm. Và để hiểu cái định nghĩa này thì các em thử cho lambda bằng 1 phần 2 đi. Thì các em lấy đại lambda bằng 1 phần 2 thì các em có là dù f của 1 phần 2x cộng 1 phần 2y, tức là f của x cộng y chia 2 thì nhỏ hơn 1 phần 2 fx cộng 1 phần 2 fy, hay là f của x cộng y chia 2 nhỏ hơn fx cộng fy chia 2. Các em vẽ cái parabol y bằng x bình phương ra. Rồi các em vẽ một đường thẳng mà với hệ số gốc k khác 0 đi. Nó cắt parabol đó tại hai điểm. Thì các em thấy rằng là hai điểm đó là các em lấy là fx cộng fy chia 2 thì nó sẽ nằm giữa cái đoạn thẳng đó. Nó lớn hơn là f tại x cộng y chia 2 là nằm ở phía dưới. Do đó để nhớ cái hàm lồi ngặt này, các em chỉ cần nhớ cái hàm fx bằng x bình phương. Nhắc lại là hàm lồi thì có đồ thị lõm. Và chút xíu nữa các em thấy hàm lõm thì có đồ thị lồi. Và bây giờ chúng ta qua một khái niệm mới nữa là hàm lõm. Hàm f được gọi là lõm ngặt trên tập lồi D chứa trong Rn. Nếu chúng ta có cái bất đẳng thức ngược lại hồi nãy, giả thiết cũng giống như hồi nãy và bất đẳng thức ngược lại. Và để nhớ hàm lõm thì các em chỉ nhớ hàm fx bằng trừ x bình phương. Tức là cái hàm đó các em đã từng học từ năm lớp 9. Và các em nhớ rằng hàm lồi thì có đồ thị lõm, hàm lõm thì có đồ thị lồi. Một cái khái niệm tương tự với lồi ngặt và lõm ngặt là gì? Là chúng ta thêm dấu bằng vô đây nè. Nếu chúng ta thêm dấu bằng vô đây thì nó là hàm lõm. Và hồi nãy đó, hàm lồi á, chúng ta thêm dấu bằng vô thì nó là hàm lồi, không có chữ ngặt. Ngặt có nghĩa là không có dấu bằng xảy ra ở đây thôi. Giờ chúng ta xét tiếp hàm lồi. Các anh chị thấy rằng ở đây nó chỉ có khác một điều là dấu này nhỏ hay bằng thôi. Hồi nãy là dấu nhỏ hẳn hơn, bây giờ là nhỏ hay bằng. Đó là hàm lồi. Tương tự như vậy, cái dấu này mà lớn hay bằng thì các em có hàm lõm vậy thôi. Lồi ngặt nó khác với lồi là nó không có dấu bằng ở đây. Lõm ngặt nó khác với lõm là không có dấu bằng ở đây. Và các em nhớ cho rằng là hàm
Lồi thì có đồ thị lõm và hàm lõm thì có đồ thị lồi. Và để nhớ hàm lồi thì các em nhớ hàm y bằng x bình phương, và nhớ hàm lõm thì các em nhớ y bằng trừ x bình phương. Nhớ đơn giản từ hai cái trường hợp cụ thể đó, các em sẽ suy ra trường hợp tổng quát này thì thôi. Và bây giờ chúng ta nhắc lại thế nào là cực trị toàn cục của một hàm hai biến. Bây giờ cho hàm F có hai biến x và y xác định trên tập D chứa trong Rn. Và n ở đây bằng 2 nên chúng ta có D chứa trong R2. Hàm F được gọi là đạt cực đại toàn cục tại x0, y0 thuộc D nếu như F của x, y nhỏ hơn hay bằng F của x0, y0 với mọi x, y thuộc D. Cực đại toàn cục có nghĩa là nó lớn nhất trong cái miền xác định đó thôi. Nó khác với cực đại địa phương là nó lớn nhất trong một cái địa phương nhỏ nào đó. Còn ở đây là Fx0, Y0 lớn nhất trong miền xác định D. Tương tự như vậy, cực tiểu toàn cục là nó nhỏ nhất trong cái miền xác định nào đó. Hàm F được gọi là đạt cực tiểu toàn cục tại x0, y0 thuộc D nếu như fxy luôn luôn lớn hơn hay bằng fx0, y0 với mọi xy thuộc về D. Có nghĩa là fx0, y0 ở đây nhỏ nhất trong cái miền xác định D này. Nó khác với cực tiểu địa phương mà chúng ta đã học là nó chỉ bé nhất trong một địa phương nào đó thôi. Còn ở đây là nó bé nhất trên toàn miền xác định. Và bây giờ chúng ta nhắc lại điều kiện đủ để hàm hai biến đạt cực trị. Cho hàm F phụ thuộc vào hai biến x và y. Ở đây chúng ta giả sử rằng hàm F này có các đại hàm riêng cấp 2 liên tục. Và khi đó chúng ta xét vi phân cấp 1 và cấp 2 của F như sau. Cái này là chúng ta biết rồi. Đây là vi phân cấp 1 của hàm F. Đây là vi phân cấp 2 của hàm F. Cái này chúng ta đã học rồi. Ở đây chúng ta nhắc lại. Và các em thấy rằng là khi nào nó đạt cực tiểu địa phương và khi nào nó đạt cực đại địa phương thì chúng ta đã biết rồi. Bây giờ chúng ta nhắc thêm lần nữa để các em nhớ. Chúng ta đặt A11 chính là đại hàm riêng cấp 2 của hàm F theo x 2 lần. A12 bằng A21 chính là đại hàm riêng cấp 2 của hàm F theo x 1 lần và theo y 1 lần. A22 là đại hàm riêng cấp 2 của hàm F theo y 2 lần. Và H1, H2 là các em đã quá quen thuộc rồi. Bây giờ chúng ta nhắc lại khi nào thì nó đạt cực trị địa phương. Tức là khi nào nó đạt cực tiểu địa phương và khi nào nó đạt cực đại địa phương. Các em để ý rằng nếu như các đàm riêng cấp 1 theo x và theo y tại x0, y0 bằng 0. Điều này có thể dẫn đến là vi phân cấp 1 bằng 0 với mọi dx và dy. Và vi phân cấp 2 tại x0, y0 nhỏ hơn 0. Vi phân cấp 2 tại x0, y0 nhỏ hơn 0 thì tương đương với h1 tại x0, y0 nhỏ hơn 0 và h2 tại x0, y0 lớn hơn 0. Điều này cho em thấy là có âm, có dương dẫn đến điều gì? Dẫn đến F đạt cực đại tại x0, y0.
áp đặt cực đại địa phương tại Israel. Tương tự như vậy, các anh chỉ thấy là cái này sao? Cái này lớn hơn không và cái này lớn hơn không thì đạt cực tiểu. Ứng với cái này sao? Vi phân cấp 2, dương luôn phải không nào? Đó. Thì cái này các em nhớ là gì? Nhớ hàm y bằng trừ x bình phương á. Nó có hàm cấp 1 tại 0 là bằng 0, hàm cấp 2 là âm. Thì nó đạt cực đại. Để nhớ cái tổng quát này, các em nhớ cái đơn giản là y bằng trừ x bình phương mà các em đã học từ lớp 9. Vậy thôi. Rồi, tương tự như vậy, trường hợp đạt cực tiểu địa phương là chúng ta có là H1 dương, H2 dương. Ứng với gì? Ứng với vi phân cấp 2 dương luôn. Để nhớ cái này, các anh chỉ cần nhớ đơn giản là gì? Nhớ đơn giản là cái hàm Fx bằng x bình phương mà các em đã học từ năm lớp 9. Fx bằng x bình phương thì sao? Nó có đà hàm cấp 1 tại 0 là bằng 0. Và nó có đà hàm cấp 2 là bằng gì? Bằng 2, dương. Thì Fx bằng x bình phương nó đạt cực tiểu. Và thì ở đây là gì? Ở đây nó cũng đạt cực tiểu. Thật ra đó, Fx bằng trừ x bình phương là nó đạt cực đại địa phương và cực đại toàn cục luôn. Cũng như Fx bằng x bình phương nó đạt cực tiểu địa phương tại 0 và nó cũng đạt cực tiểu toàn cục tại 0 luôn. Bây giờ chúng ta chú ý rằng nếu như cầm có các vi phân cấp 2 của hàm F tại xy luôn luôn dương với tất cả các xy thuộc về D, thì khi đó hàm F là hàm lồi ngặt toàn cục trên D, giống như là cái hàm Fx bằng x bình phương vậy đó. Để cái này các em nhớ tới hàm Fx bằng x bình phương, thì khi đó một điểm cực tiểu địa phương cũng chính là cực tiểu toàn cục trên D. Để nhớ cái này các em nhớ hàm Fx bằng x bình phương. Tương tự như vậy, nếu như vi phân cấp 2 của hàm F tại xy luôn luôn âm với mọi xy thuộc về D, thì hàm F là một hàm lõm ngặt toàn cục trên D. Và khi đó, các em có một điểm cực đại địa phương cũng là cực đại toàn cục. Và để nhớ cái này, các em chỉ cần nhớ cái gì? Nhớ Fx bằng trừ x bình phương. Để nhớ cái phần 1y này, các em nhớ Fx bằng x bình phương. Để nhớ cái 2y này, các em chỉ cần nhớ Fx bằng trừ x bình phương. Các em chỉ nhớ những ví dụ đơn giản để các em suy ra những cái kết luận tổng quát này. Từ đó, chúng ta có điều kiện đủ để một hàm hai biến đạt cực đại toàn cục cũng như cực tiểu toàn cục tại x0, như sau. Bây giờ các em có điều kiện cần là các đà hàm riêng cấp 1 tại x0, y0 bằng 0. Và bây giờ các em xét H1, H2 không phải tại x0, y0 nữa mà tại xy tổng quát thuộc D. Nếu như các em có H1 âm và H2 dương với tất cả các xy thuộc D, thì các em thấy có âm có dương nè, thì hàm F đạt cực đại toàn cục trên D tại x0, y0. Cam nhớ là cực đại toàn cục, nó chỉ khác với cực đại địa phương là khi cực đại địa phương thì cam xét H1, H2 tại x0, y0 này. Còn cực đại toàn cục thì cam xét H1, H2 tại xy tổng quát. Vậy thôi. Tương tự như vậy, khi cam đổi điều kiện này là gì? H1 dương, H2 dương với mọi xy thuộc D, thì cam sẽ có cực tiểu toàn cục. Điều kiện
vẫn như cũ là đạo hàm cấp 1 của hàm F theo biến x tại x0, y0 và đạo hàm cấp 1 của hàm F theo y tại x0, y0 bằng 0 giống như trên. Và nó chỉ khác một điều là H1 ở trên âm, ở dưới H1 dương, H2 dương với mọi xy thuộc D. Thì chúng ta kết luận gì? Ngược lại ở trên thôi các em. Tức là hàm F của chúng ta sẽ đạt cực tiểu toàn cục trên D tại x0, y0. Để nhớ trường hợp 3y này, các em cũng chỉ nhớ một ví dụ tổng quát là gì? Là fx bằng trừ x bình phương. Và để nhớ trường hợp 4y này, các em cũng chỉ nhớ một trường hợp đơn giản, đó là fx bằng x bình phương. Và bây giờ chúng ta sẽ xét những ví dụ cụ thể để thấy những ứng dụng của cực đại, cực tiểu vào những bài toán kinh tế. Ở đây chúng ta chỉ xét những bài toán tương đối đơn giản mà thôi, không xét những bài toán phức tạp. Các em xem cái ví dụ 1. Giả sử một công ty sản xuất hai loại sản phẩm. Chúng ta gọi quy y là lượng sản phẩm của mặt hàng thứ y. Ở đây y chỉ có bằng 1 và 2 thôi. BI là đơn giá của mặt hàng thứ y và y bằng 1 và 2. Chữ quy là viết tắt của chữ quality, là khối lượng hay số lượng. Chữ B là viết tắt của chữ price, tức là giá. B1 là đơn giá của mặt hàng thứ nhất. B2 là đơn giá của mặt hàng thứ hai. Quy 1 là số lượng sản phẩm của mặt hàng thứ nhất. Quy 2 là số lượng sản phẩm của mặt hàng thứ hai. Thì hàm lợi nhuận của công ty một cách rất đơn giản như những bài toán của lớp 5 là gì? Lợi nhuận là bằng tổng doanh thu trừ cho tổng chi phí. Tổng doanh thu là bằng tổng doanh thu của mặt hàng thứ nhất là lấy đơn giá nhân với số lượng của mặt hàng thứ nhất. Đơn giá của mặt hàng thứ nhất nhân với số lượng của mặt hàng thứ nhất. Doanh thu của mặt hàng thứ hai là lấy đơn giá của mặt hàng thứ hai nhân với số lượng của mặt hàng thứ hai. Trừ cho C là tổng chi phí. Ở đây chúng ta cho sẵn B1 bằng 400, B2 bằng 600. Và cho hàm tổng chi phí là một hàm hai biến theo Q1 và Q2. Bài toán đặt ra là chúng ta hãy tìm Q1 và Q2 để cho B này đạt max, tức là đạt cực đại toàn cục với Q1, Q2 dương. Vì thời gian không còn nữa nên chúng ta tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các em trong kỳ tới. Kỳ tới thầy sẽ nhắc lại cho các em cái ví dụ này và thầy giải ví dụ này cho các em xem. Thân ái chào các em. Hẹn gặp lại.